Hello, xin tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm với lại mọi người con game có tên là Simulant này. Simulant của nhà phát hành Tencent đến từ Trung Quốc. Con game này có trên phiên bản Android và iOS. Tuy nhiên mình đang trải nghiệm trên bản của PC các bạn nhé. Dung lượng game khá là lớn và tầm khoảng 7GB thôi. Chúng ta thử vào game xem nào. Đây là con game phiêu lưu sinh tồn thế giới mở nhé. Đang ở server 305 các bạn. Ok, dung lượng game khá là lớn. Tuy nhiên này đang chạy trên con máy củi của mình, hy vọng là nó sẽ chạy tốt. Rồi, nhà sản xuất công bố diện tích trên game lên tận là 836 km vuông. Rồi ơi, khi nãy mình có đá qua một chút thì thấy cái phần chọn nhân vật ấy nó khá là hay ho, có lên tới tận là 7749 lớp nhân vật cơ, nhiều lắm. Có thần thú này, có khỉ này, có heo, có lợn các kiểu cơ, hóa thân thành những vật thời cũ nữa cơ. Còn người cá nữa cơ. Đấy, nhiều loại lắm. Không hiểu thể loại game sinh tồn kiểu gì đây. Hình như có cả săn khủng long nữa các bạn ạ. Rồi, đâu nhỉ, mình vừa vào đêm đọc này. Trên phần game ca này nó vừa nên đăng lên. Ok các bạn chờ một chút nhá, game nó loát hơi lâu. Dung lượng tải tầm khoảng 6.7, cập nhật thêm tầm khoảng 200MB nữa. Đây này, có cả săn khủng long. Cái phần trang chủ game đấy nhé các bạn ơi. Đấy, nhìn nó hoành tráng chưa, khủng long T-Rex luôn. Con này giống như những con thần thú gì ấy nhở, thần thú máy bay trên bầu trời, một con game Trung Quốc nó hay có. Loát lâu thế nhở. Các bạn tôi nhanh đi đoạn này đi giúp mình nhé con ơi. Không biết trên Google Play nó bao nhiêu, 500.000 lượt tải xuống rồi. Nhanh thế. Nhập vai các bạn ạ. Không nên dung lượng nó ở đâu nhỉ. Không phải rồi, dung lượng tải xuống mới có nhỉ. Android 6.0 trở lên. Rồi, ok thế nào, trời ơi. Searching imported on smart. Đây các bạn nhìn thấy cái phần giao diện chọn nhân vật ấy, ngay từ phía chọn nhân vật thì nó có một cái vòng xoáy như này, các bạn thấy là tự do chọn các cái lớp nhân vật như này. Đây là phần con người này, ví dụ con người này thì nó sẽ có già trẻ, trai gái lớn bé, đây này, trai gái các kiểu, mèo, có thể mèo nhỏ, mèo con. Thực sự là cái phần chọn nhân vật đấy cũng đã là một cái phần và đương nhiên là đột phá trong các con game mà nhà mình từng chơi. Okay. Này có cả người sứa này. Hoặc là nhìn trong cu te bắt cá trưởng. Đây này. Chim này, dê các bạn ạ. Dê nhưng mà dê nữ. Có cả khỉ đột đấy. Còn đấy giống cả con người cá này, trông đơn chuối lắm. Này, con cá mập đầu búa. Chim, đấy, chim chắc các kiểu. Trông khai bãi trưởng. Rồi, chúng ta thử vào game thôi nhá. Chọn nhân vật bất kỳ đi. Rồi, next step. Ở đây mình có thể chọn property à, skin là màu da, fake khuôn mặt body này. Đấy, giờ anh em có chọn. Nhưng mà thôi cái này thì chắc là để nó tự nhiên hết đi. Rồi đặt tên xong rồi vào game xem nào. À đây là chọn vùng đất nền phát triển cái sao các bạn ạ. Đúng nhỉ. Ở đây mình không được chọn rồi các bạn ơi. Nhạc nền game phải nói là rất là hay rồi. Chỗ này thì lại phải chờ. Chờ nó load một chút các bạn. Trong lúc chờ nó load thì chúng ta lại đọc tiếp. 500.000 lượt tải xuống trên Android. Trên iOS thì sẽ là như nào? iOS sẽ là như nào đây? App Store đây. Thế nào? Trên iOS chỉ có 3.5GB thôi các bạn ạ.
cần iOS 8.0 trở lên. Mua đồ trong app này, mua đồ trong cái con này là vào tầm khoảng từ 1 đô đến 9 đô. Lượt tải đâu nhỉ? Trên iOS này nhìn không ra. Nó đứng thứ 20 ở trong thư mục nhập vai, game nhập vai, khám phá. Đây, xếp hạng đứng thứ 20. Khiếp phết nhỉ? Nhưng mà được, nó load lâu quá, nó load lâu dã man luôn. SSD của mình cũng nhanh chứ, nhưng mà nó load lâu quá. Hay là do cái server nhỉ? Không biết là có chinh chiến với những cái người chơi khác không? Để game online hay là game offline nữa. Thấy phần giới thiệu này cũng khá là hay này. Ai xa. Từ cái khâu chọn nhân vật là mình đã thấy hay rồi, chứ đi là nó loát lâu quá. Câu cá, săn thú, hái lượm, chế tạo. Đấy, nó dạy rồi đấy. À, phần cốt truyện đây này. Đây là phần cốt truyện nha các bạn ơi. Wow. Thiên thạch rơi xuống à. Vãi cả trưởng, nó cho nhân vật của chúng ta bay xuống giống kiểu nhảy dù game. Giống kiểu game sinh tồn được không? À, anh có thể này này, tự động chọn đây. Thôi chắc là bỏ qua đi, không cần phải nhảy dù xuống đây. Vãi. Thôi cho chúng ta nhảy dù xuống cái chỗ đồng không mông quạnh vậy. Vãi, giống kiểu chơi PUBG quá. Ở góc dưới bên tay phải sẽ là phím sử dụng nhanh 1 2 3 4 các bạn ạ. Góc dưới bên tay trái này là cái phần săn bắt hái lượm, phải có cả phần hoa quả này, xây nhà này, thú cưng này, chế tạo. Ok, với cái phần đồ họa mình cảm giác là nó khá là cơ bản đấy, không được đẹp cho lắm. Ui ơi. Ra cái con kia nó thịt. Nó thịt chết các bạn ạ. À V. Teleport này, nhiều nhiều tính năng lắm các bạn ơi. Nốt này. Nhiệm vụ. Có nhiệm vụ hướng dẫn nhất vào nha. Who are you? Đấy, đấy, nói chung là nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Nghe sẽ cần học giỏi tiếng Anh một chút nha. Rồi. Khám phá trước. Các bạn di chuyển con chuột để xoay nhé. Giống kiểu như chúng ta đang đi khai phá một cái vùng đất ở trên sa mạc của mình, có mấy con sói sói kìa. Thôi chạy ra đấy chúng nó dã cho chết. Vãi. Mới xuống gặp ngay con gì kìa. Nhân vật của chúng ta khá là khổ sở, thì trang bị thêm một cái áo trên một cái áo dưới thôi. À, anh em có thể sử dụng là 5 đấm nhá. Này con gì, con chuột chuột sao các bạn ạ? À, có thể tính như là nút F này để thu phục nói sao các bạn, nó hiện ra chữ F này. Nó chạy nhanh quá, đấm mãi không được. Thôi rồi, tạm tha cho mày đấy. Tao không thèm nữa. Cái phần di chuyển của nó khá là khó, mà nó có cái chuột đây các bạn nhìn nó ngứa mắt quá. Mà mình không di chuyển chuột chuột đi được. Không biết là nhà phát hành game này làm cái gì. Về phần đồ họa game thì khá là cơ bản, tuy nhiên thì nhìn nó sơ sài ấy, không được đẹp cho lắm. X là pet các bạn ạ. V này là phần ngôi nhà này. View này, hide gọi pet này. Explorer mở rộng, teleport là di chuyển à. Build xây dựng. Future này như là để nhóm lửa sao các bạn ạ. Anh em sẽ phải kết hợp những cái đồ này cơ. Kết hợp những cái đồ này vào thì mới được. Ui mà nó nhiều lắm. Nhiều loại đồ lắm các bạn ạ. Để mình thử xem nó có ngôn ngữ gì nào. Event này, what is for setting này. Rồi fake này. Đang để là medium setting các bạn ạ. Battle, view, interface. Filter, nhiều loại filter lắm các bạn ơi. Chọn lạnh này, nóng này, mặc định này. Ấy xa. Ấm các bạn ạ. Lạnh, gam màu. Control
control là điều khiển rồi, basic cơ bản. Không thấy phần ngôn ngữ đâu, ở đây interface. Chúng ta sẽ có tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn, chúng ta sẽ không có tiếng Việt đâu, các bạn sẽ chịu khó nhá. Ở đây bỏ được rồi cái mũi tên đi rồi, nhìn cho bực hết cả mình. Bây giờ đi đâu làm gì đấy, có lẽ anh em sẽ phải chú ý hơn một phát chút cái phần nhiệm vụ. Bây giờ chuyển lên nhiệm vụ của gì mà không thấy cửa chân nào khác đâu các bạn ạ, chắc là có mỗi một mình ở đến cái chỗ này thôi. Có chim bay các kiểu này, đá phát sáng này, giống như trên mặt trăng quá. Con kia là những con bọ. Có cây. Game mà trông sơ sài lắm các bạn ạ, không ấy ở chỗ đó nữa. Anh em sẽ dùng cái thì nó cho một cái cào, trong cái cào anh em sẽ thu hoạch được ít cây quả. Bình thường những cái sinh tồn này thì nó sẽ có chỉ số thể lực. Ở góc trên bên tay trái của các bạn này thì nó sẽ có chỉ số thông minh này, chỉ số nhiệt độ này, chỉ số về có hình dạ dày, chắc chắn là đói các bạn ạ. Anh em đói thì đi ăn rồi chứ. Vãi con chim gì mà nhìn vuông vuông này, trông như là Minecraft luôn đấy, không phải là nhìn nó làm vuông lắm. Ôi con gì đây? Ăn hay sao các bạn ạ? Ăn. Đầy năng lượng rồi. Sao không bánh được con này nhỉ? Khó hiểu vãi. Anh em sẽ làm nhiệm vụ đã. Có mấy con nó có hình cái mắt trong khả năng là nó sẽ nhìn được mình các bạn ạ. Các bạn sẽ tàu lượn nhé. Để đây cho nó thịt chết. Đây có mấy cục quặng đá mining khai thác. Cái phần hình ảnh ấy thực sự là cũng chưa ổn cho lắm đâu. Ok, lấy được ít đá rồi. B thế là túi đồ. Đây là đồ của anh em đây. Fiberstone. Ôi, không biết toàn tiếng Anh nữa các bạn ạ. Để mà hiểu hết cho anh em phải học giỏi tiếng Anh lắm đấy. Đây này, các chỉ số của chúng ta đây. Số sức sống này. Săn bắn này, hái lượm này, thành tựu. Nhiều lắm. Ok, mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Các bạn đánh giá chung là một con game các bạn sẽ phải cần phải làm theo nhiệm vụ nhé. Đừng làm những nhiệm vụ khác. Đây này. Đây này. Nó cho chúng ta một cái nỏ này. Mà mình cũng mé biết là dùng món nỏ gì. Anh em nên làm theo nhiệm vụ. Đọc theo nhiệm vụ mà để làm nhé. 4, 5, 5, 5, 5. 5. Bây giờ có nỏ rồi. Đấy, nó phải thế đấy chứ. Bãi trưởng nó cần... nó tấn công mình luôn các bạn ạ. Đùa nhau mà con nỏ này đam yếu thế. Đam yếu bách trưởng luôn đấy. Bắn được có 21 máu thì chưa bày cái gì. Vãi. Sói mà nó phóng tên lửa luôn rồi mình ạ. Nó hiểu game này kiểu... lý luận của nó là kiểu gì đấy, logic của nó là kiểu gì đấy. Nó hiểu luôn. Ok. Anh em nào đã chơi con game này thì mình comment cho mình biết ở phần bên dưới của video nhé. Mình sẽ xin kết thúc video ở đây vậy. Đây là con tê giác mọc sừng. Ui dồi, có cả lốc xoáy đấy các bạn ạ. Chết mẹ rồi, còn chưa kịp xây nhà cơ. Rồi, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình sẽ xin kết thúc video lại. Xin chào các bạn. Cái này sẽ là khá là khó chơi dành cho anh em đấy. Bye bye.